Điệp xua xâm đạch trung ai ở đông lúc nhìn tiêu lúc ổng nhà lúc lúc xây nâng bây giờ mất tu rửa tu xin chung tên ngọt chi tiêu mê trầy. Thưa quý vị, và đến tham dự chương trình Nhịp cầu Vũng Nghị hôm nay tại điểm cầu nhà hát truyền hình Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của những quý vị khách quý. Chúng nay ai nơi ai thân đi tu rửa tu chỉ cần Hồ Chí Minh như này vĩnh dựng nhóm minh kết dụ xuống phương cao tế sinh niêm cảnh hát thật ở đấy nên thiếu kết dụng tình hóa đại bán hình chương châu rung nên không cam bị thi đo bị xây xa này. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trương Minh Nhật. Lục Trương Minh Nhật, Phó Thiên Sma Cung Minh Thực Thiệp, Việt Nam Campuchia, Phó Trang Tị Cộng Hồ Chí Minh. Học sinh thiên mùi, sẽ làm việc đầm nà, tu sinh nạc cách, chiếm phân rốt, rộng bóng phần mốc rốt, nây xa thiên nà rốt xung cung để dùng Việt Nam, một căn bởi trên ở trạng Campuchia, cư lục Nguyên Minh Chiệt. Cuối tháng 2 năm 2007, nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni và chính phủ Campuchia, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh. Trong buổi hội kiến, Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là sự kiện trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước. Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường phát triển quan hệ với nước bạn láng giềng thân thiết Campuchia. Hai bên hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia, khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ này lên tầm cao mới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã được lượt hội đàm với những nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ Campuchia về các vấn đề khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia, nâng kim ngạch hai chiều lên 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010, nhiều hơn gấp đôi nếu so với 800 triệu đô la Mỹ của kim ngạch năm 2006. Phấn đấu hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên bộ vào năm 2008, tiến tới cắm mốc biên giới trên biển, xây dựng đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình và ổn định. Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo Campuchia đã cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giúp đất nước Campuchia đứng lên sau 10 năm bị tàn phá. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc của tác giả Huy Tướng và hát Một Ngày Mới với phần trình diễn của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Tiếng tôi xin phép đã tôi xin kính chào mọi người, mình như cứ một hai người cơ thì ca thả